Dạ, Sóc Thanh Trực mến chào quý cô chú và anh chị đã đến với kênh Đồ Xưa Mekong. Thì hôm nay shop của em có một số đồ gốm, đồ đồng và bộ bàn để giao lưu với quý cô chú và anh chị. Rồi mở số 1 con nào đầu tiên hôm nay. Thì hôm nay em có về một bộ bàn đại nghe quý cô chú và anh chị. Chất liệu của nó là gõ đỏ. Bàn là vư ghế là được cận ốc 7 màu. Xung quanh nhìn rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị. Còn trên mặt bàn và mặt ghế là có những miếng đá vân mây nữa. Bàn và ghế được chạm và độc thủ công tay, nhìn rất là tỉ mỉ luôn. Bàn này nhìn rất là lớn nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cái ghế này á là 1m37. Chiều dài phủ bì của hai cái ghế mình ngồi á là 2m3. Lọt lòng của cái ghế mình ngồi là 2m06. Chiều sâu vô là 58. Đó là thông số của cái ghế. Chiều cao của cái bàn này là 75. Chiều dài của cái mặt bàn của mình là 1m71. Ngang lại của cái mặt bàn là 80. Là thông số của bộ bàn này. Rồi mã số 1 của nồi đầu tiên hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị. Bộ bàn chất liệu của nó là gõ đỏ này, bộ bàn đại này 90 triệu, em bao phí xếp toàn quốc cho cô chú và anh chị. Sách Thanh Trực ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 2 này thì em có được một cặp ngựa. Chất liệu của nó là bằng đồng, hàng thì liền lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của con ngựa này là 96. Chiều dài từ cái đuôi của nó mà đến cái chân của nó là 75. Quanh bụng là 71. Rồi một cặp ngựa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 27 triệu cặp ngựa này. Và cặp ngựa này nó trọng lượng nặng của nó là 57kg hai con này nha quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 3 này thì em có một bộ tách trà Long Ẩn, gồm 6 cái ly, một cái dĩa và cái bình trà. Đó, hàng thì liên lạc và lành lặn luôn. Chiều cao của cái bình của cái ly này là 4 phân, ngang cái miệng ly là này 5 phân, ngang của cái dĩa này là 20. Và chiều cao của cái bình trà này là 10 sân. Rồi một bộ tách trà này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 4N này em cũng có thêm một bộ tách trà nữa. Tích của nó là bắt tiên hậu tụ nha quý cô chú và anh chị. Cao của cái ly này là 4 phân, ngang lại là 5 phân. Ngang của cái dĩa này là 20. Chiều cao của cái bình trà này là 10 phân. Rồi một bộ tách trà này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và Facebook của em. Rồi mã số 5N này thì em có được một chục chén hàng gốm Nhật. Đó, những hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay. Nước men thì rất là sáng luôn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái chén này là 5 phân, ngang lại là 12 sân. Rồi một chục chén này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 800.000. Em bao phí xét cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 6 này thì em có được 5 cái chén hàng gốm Nhật. Đó, màu tím này, mình rất là dễ thương luôn. Cao của cái chén này là 5 sân, ngang lại là 12 sân. Rồi 5 cái chén hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 7 này thì em có một cái tô hàng gốm Nhật ạ. Hoa văn họa tiết là được vẽ bằng tay luôn. Những chú cá nhìn rất là dễ thương. Chiều cao là 8 phân, ngang lại là 21 sân. Rồi cái tô hàng gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 8 này thì em có được 2 cái tô hàng gốm tàu.
chiều cao là 8 phân, ngang lại là 12 sân. Rồi hai cái tô hàng gốm tàu này em giao lưu với quý cô chú anh chị 400.000, em bao phí xếp. Rồi mã số 9 này em cũng có được hai cái tô nữa. Chiều cao của cái tô này là 9 sân, ngang lại là 17 sân. Rồi hai cái tô này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300.000. Em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Số điện thoại của em là 0939663557. Đó cũng là số Zalo và số của em. Rồi mã số 10 này thì em có được 4 cái dĩa. Bên trong là một cái bông nhìn rất là đẹp nha quý cô chú và anh chị. Trên đế. Cao của cái dĩa này là 5 sân, ngang lại là 22 sân. Rồi 4 cái dĩa này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 400.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 11 này thì em có được 9 cái dĩa hòn gốm Nhật. Em trong dĩa chân đế. Ngang của cái dĩa này là 19. Rồi 9 cái dĩa hòn gốm Nhật này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 900.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 12 này thì em có được hai cái dĩa hòn pha lê. Nước men thì rất là sáng nha quý cô chú anh chị. Chiều cao này là 5 sân, ngang lại là 18 sân. Rồi hai cái dĩa pha lê này em giao lưu cho quý cô chú anh chị là 600.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 13 này thì em có 5 cái dĩa hình lục giác. Bên trong là những cái bông nhìn rất là dễ thương luôn. Chân đế. Ngang của cái dĩa này là 16. À em xin lỗi, chiều dài là 16, ngang lại là 12. Rồi 5 cái dĩa hình lục giác này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 14 thì em có một cái dĩa hồng pha lê tiệp nữa. Ngang của cái dĩa này là 20. Rồi cái dĩa hồng pha lê tiệp này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 300.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 15 này thì em có một cặp đông voi. À em xin lỗi, một cặp tôm hòn gốm biên hòa xưa. Theo thời gian thì nước men nó lên rất là sáng ạ. Chiều cao của con tôm này là 9 sân, chiều dài là 27, ngang lại là 16. Rồi một cặp tôm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 16N này thì em có một cặp đàn gốm. Tích của nó là phong cảnh. Chiều cao của cây đèn này là 23, hoành bụng là 24. Rồi một cặp đèn này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 17 này em cũng có một cặp đèn nữa. Này long ẩn nha quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cây đèn này là 23, hoành bụng là 24. Rồi cặp đèn này em cũng giao lưu với quý cô chú anh chị là 1.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 18 này em cũng có một cái đèn gốm này nữa. Cái đèn này nó giống như là cái ly uống nước như ngang quý cô chú và anh chị. Chiều cao của cái đèn này là 47, quanh bụng là 27. Rồi cái đèn gốm này em giao lưu với quý cô chú anh chị là 2.000.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 19 này thì em có một cái thau gốm hàng gốm tàu, hàng vẽ tay ạ. Bên trong thau này. Chân đế. Chiều cao là 15, ngang lại là 44, lọt lòng là 34. Rồi mã số 19 này em giao lưu với quý cô chú anh chị cái thau gốm này 2.500.000, em bao phí xếp cho quý cô chú và anh chị. Rồi mã số 19 cũng là mã số cuối clip ngày hôm nay. Thì cuối clip em cũng mến chúc quý cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và em cảm ơn quý cô chú anh chị.